nhẹ này yếu quá. Quá đã luôn rồi nữa. Rồi đấy được. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Dạ cho trong xin 20 ngàn ạ. Trong xin 20 ngàn. Cho xin 20 ngàn em ơi. Có tiền không? Rồi không tiền vào tay em. Tính ra là anh Trương đi làm diễn viên mà mấy cháu lại cứ tưởng anh Trương là đi bán kẹo với lại đi chụp hình xin tiền. Cười chết rồi đó anh Minh ạ. Nào, có chụp hình không? Có chụp hình con chụp hình không? Chụp hình nhá. Em nói là đi đây. Để nhìn lại sinh nhá, cái nghề anh Khương anh tạo điều kiện nhá, cái nghề này. Cười chết anh Minh thôi. Rồi, cảm ơn con. À, chú chụp hình cho con nhá. Con gửi khẩu trang ra đi. À, chú bé nha, con ơi, chú bé nha. Ôi trời ơi, phố đi bộ chị ơi. 10.000 tấm hả chú? 10.000 tấm nhá. Dạ, con đường thứ 2 đi, 2. Dạ, 2 xuống, 2. Rồi, làm cái bay nhá, làm cái bay. À, làm dối em chú này. Làm sao nhỉ? Sao chưa con ơi? Rồi, chú xin 10 ngàn nhé. Ta có đi bộ mất tiền mà. Nhưng mà cái nghề này nghề tay trái rồi quý vị ơi, chứ diễn viên gì giờ tầm này nữa. Chúc mừng nói chung là cố gắng mưu sinh. Thế dính à? Thế dính đang chụp hình không? Thế dính hai đây cho chụp hình nha. Hai chú đâu có đeo mặt nạ đâu, chụp cho mặc bộ đồ giống con kìa. Con cho con này. Mặc bộ đồ nhóc Thế Dĩnh chụp hình không? Thế Dĩnh ra chụp hình nào. Nói chung là bây giờ là đang tiết mục thứ 3 đấy, chụp hình. Có chụp hình không? Người nhẹn không thích à? Thích búp bê à? Người vô chụp hình nhà Thế Dĩnh. Ta sửa rồi. Ta kia đi ra kia. À đây này, cái sữa. Nói chung là anh Dương phụ thu thêm 50 ngàn thôi, kiếm bữa ăn qua ngày thôi. Đây ra đây chụp hình. Đây ra đây vô đây chụp hình đây nha. Cái gì đâu mà ngại, đây chú bé chưa. Đây chụp hình nào. Một tháng thôi chứ. Để thương mà, có cần chú bé không? Rồi, lên đây chụp mọi người lên chụp nha. Rồi lấy tiền chưa? Rồi đây, cái này chụp hình với cô đây nè. Cái này chụp hình với cô. Chụp hình mà ngại à? Hả? Sao chụp hình nữa à? Trời ơi. Chụp hình lại chụp hình nữa. Ai chụp hình nào con? Ơi. Thảo ra các bạn ơi. Lên con. Yeah. Bye. 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 Bye.
Nào hả? Ta là người nhện đây. Sao nãy giờ không kêu ăn, nó ăn uống hết rồi, người nhện gì nữa không hay? Ờ, chứ không phải anh ăn đi ăn trộm mà anh vào người ta, anh lấy nồi cho người ta. Trời ơi, nãy giờ tôi luộc ốc ông ơi, nồi néo gì? Nè, được ốc hả? Mấy đứa ăn hết trơn rồi, này nhóc một trời nồi. Trời ơi, nãy giờ đang tập diễn. Dạ yeah. Trời ơi, thôi đi chơi. Quen anh gái cũng mấy năm rồi mà chưa bao giờ được kiến thức. Mấy con vậy này cô chú anh chị, nhưng mà ốc này á đặc biệt mình luộc nước vô nó rất là ngon luôn. Đây. Ai mới được nghe cái ốc gác bếp luôn anh? Ốc gác bếp nè, đúng rồi. Thử đi rồi. Nói chung là mấy anh em đây là có anh Minh, anh Nhật, anh Thái. Nói chung mấy anh bên nào với mấy anh em đang bận lắm nên là quay được cái nào quay anh ạ. Đang mới chạy chương trình đó, em xin thưởng thức một con ốc gác bếp nha. Trời luôn. Ốc này á là anh bắt cái loại nhỏ. Nhỏ cho anh em dễ ăn vừa cái miệng. Rồi vô anh, vô anh. Vô. Vô. Phun nước chưa ạ? Nước vô ngon không? Thấy không? Quá đã không? Nó ngọt thanh luôn nhá. Nó ngọt thanh luôn. Nước vô bán ngọt thanh không? À ốc luộc nước dừa. Ừ. Ủa này ốc dừa. Thanh à? Uống nhanh đi. Cái nước dừa nó ra nó đã ngọt rồi. Còn ốc nó ra thì ngọt nữa, thành ra là nó gắt là ngọt. Nó ngọt mà nó đã không? Mà nó đã chứ không, nó không có gắt quá. Ôi cái này nó mọng nước rồi anh. Ừ. Hấp luôn, hấp luôn. Hấp luôn, em này em lãi vậy nè. Dạ. Vậy nè, xoay nó xe ngang vậy nè. Đó, vậy nè, nó ra vậy nè. Dạ dạ. Đó. Nè, ô, ốc nó chấm bọc đây nè. Đây nè, phải như này nè. Đó. Đây nè. Phải biết cách lãi nha, con ốc nó mập nè, nó chấm bọc vậy nè. Đó. Trời nước mà nó tuôn ra nhiều anh Nhật, làm thế Nhật. Nhật. Anh Nhật đang tôm nha. Chay nè. Con chay. Ốc này ăn chay được không anh? Được. Ốc này ăn chay được không? Ốc đâu có báo không? Đây nước này nước chấm anh làm luôn à? Nước chấm anh làm luôn. Rồi anh để có sức đi bày lên trên sân khấu bắn từ cho quý vị khán giả với lại giám khảo coi. Không. Ngon lắm. Đó. Nó ngon. Nè anh thử con này cái nó đi, anh nói lại cho em là nguyên con. Nguyên con. Em ngồi anh. Vô vô vô. Dạ dạ. Vô con. Ôi quý vị ơi cái này mà. Mày lên đây nè. Lên đây nè. Có chai hụ luôn nè. Rồi em say là tí rồi em lên em diễn đó. Em diễn bó say nhưng mấy là diễn người nhện đâu. Trời ơi, cái chạy cổng nào ơi, có mấy cụ nào ơi. Ôi quý vị ơi, cái này mà nó thật nhá. Phải có thêm tí bia nữa thì nó tuyệt vời lắm. Tại vì ốc nó dai, nó thơm, nó ngọt. Mà cái nước nó cũng béo nữa. Mà không có nó ngọt thanh luôn đó quý vị luôn. Mà nước chấm ngon lắm. Thấy không? Này ốc này cái nó cũng như kiểu thịt gà nhưng mà nó ngọt nó thanh hơn mà nó còn dai hơn nữa. Đó. Làm luôn cái đất luôn. Cái đất thì nó hơi béo rồi. Béo không? Béo hơn. Béo hơn rất là béo. Không xin lỗi xin lỗi. Có hết chấm rồi hả? Cầm đấy. Không chế nước chấm mà mấy đứa ăn hết rồi còn chưa là hơi lắm hả? Không. Sao không chạy gì đâu? Cầm luôn. Anh em mình mà ngại gì? Này, đây đây. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Ơi. 2 3. Vô. Chúc cho chương trình ngày càng thành công, chúc anh Thái nhiều sức khỏe, buôn may bán đất. Rồi, cảm ơn em. Ngày càng thành công trong sống nha. Dạ, cảm ơn. Vô. Không có bếp này. À. Một nồi nào mà hết được cũng nhanh hết chứ. Còn một nồi nữa. Quay đủ đâu.
này đăng lên cho em xin đăng lên kênh em đi nhá. Rồi. Anh đọc số điện thoại đi cho quý vị khán giả kênh em, nhiều khi em cũng có rất là nhiều quý vị khán giả khác ở nơi khác nữa. Rồi đúng rồi. Dạ thì ống nấu bếp này thái gác nhiều lắm nghe cô chú anh chị, là mình cung cấp quanh năm luôn. Dạ thì mình có hai loại ốc, ốc quắn và ốc lát này. Thì cái số điện thoại ốc lát thì mình cũng xin được chia sẻ đến quý bà cô chú anh chị nha. Quý bà cô chú anh chị nào muốn dùng ốc cứ liên hệ qua cái số điện thoại là 034 34 84 467, đó là cái số ốc đá bếp nha cô chú anh chị. Dạ cảm ơn quý bà cô chú rất là nhiều. Chúc anh Thái buôn mày bán đất đây, món này ngon đúng ngon đó. Đặc sản năm tháng rồi này. Đặc sản. Đợt nào em xuống anh em mình lai dai cái này. Rồi, ngồi những đồng ruộng mà lai dai cái này quá tuyệt vời. Đồ khúc ạ. Cũng đang bận làm chương trình chứ không, anh em mình lại bàn bài luôn. Giao lưu tình thương mến thương rồi. Nay em thấy sao em nói gì ngon lắm. Nó ngon nhưng nó ngọt lắm. Bây giờ mà mấy bạn không chậm hay là đi ra một cái là không còn một con à, đúng rồi. Hồi nãy nguyên một nồi luôn á, mà nó xách cái nồi đi mình không hay luôn. Anh không hay luôn á. Dạ. Nói chung là anh Trương với lại người nhẹn xin được cảm ơn anh Thái. Mai vẫn mai. Nói chung là quý vị anh nhà mong thực sự là anh Trương ăn thấy ngon thật. Ngày anh Trương uống cái bia là ngon rồi. Uống nu luôn nè. Đó ha, con ốc chứ này nó ra là uống nu luôn. Rất là ngon. Chấm một miếng muối nè. Trời ơi. Béo à. Và bây giờ là sắp là ghi hình đợt tập 2 buổi tối rồi quý vị ơi. Thì bây giờ Thanh Trương đi ra phụ diễn đây. Nãy giờ Thanh Trương mặc cái đồ đóng người nhện này mà các bé này cứ tưởng là đâu là mấy người nhện nó phố đi bộ cơ. Ta xin ra chụp ảnh xin tiền, hỏi có cần mất tiền không, nhưng báo không mất tiền đâu. Nhiều vui thôi, đi diễn thôi chứ không có. Cho các quý vị khán giả mà có mang mấy bé nhỏ đi đâu quý vị cho chụp hình cho nó vui. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại trong các clip sau nha quý vị. Dạ xin chào và hẹn gặp lại, quá ngon.